Chị lụa, hả? Ngoài chợ có gánh hát gì à? Chị đi coi với tôi nghe. Trời đất ơi, sao hôm nay nổi hứng rồi đi coi hát vậy? Không giấu gì chị, còn cháu gái tôi á, được gánh hát mướn á hả, để giặt ủi quần áo cho họ. Nó quen hết mấy người soát vé. Tôi với chị mà vô coi á, không tốn tiền. Chị đi với tôi nghe, để tôi lên tôi xin phép ông chủ. Thôi, tôi không có đi được. Trời, sao vậy? Có tốn cách nào đâu mà chị lo. Đi coi cho biết với người ta chứ chị. Thiệt tình tôi cũng muốn đi coi cho biết lắm, mà ngặt cái tối nay có công chuyện rồi, không có đi được. Tối rồi mà còn công chuyện gì nữa? Hay cô quản gia sai chị làm việc gì đúng không? Không phải, chuyện riêng của tôi. Vậy thôi, tối mai đi với tôi nghe. Đoàn hát còn ở cả tuần lận. Được vậy thì hay quá. Nào giờ tôi không được coi hát hò gì hết trơn á. Tối mai đi ha. Vậy nha, tối rồi. Mai đi với tôi. Rồi không rồi. Từ chối nữa nghe không? Tôi về á. Ngọc Bích trước nghe lời của dì Lụa. Mà dì Lụa là người lớn, dễ thông cảm. Mà coi bộ dì Lụa rất thương mình. Nếu dì Lụa nói, chắc chắn cổ sẽ không giận mình nữa. Sao giờ này dì Lụa vẫn chưa ra nữa ta? Hay là Ngọc Bích ngăn không cho dì Lụa ra đây gặp mình? Nếu đã vậy mình sẽ nói thẳng với Ngọc Bích, không có việc gì phải xấu hổ hết. Dì Lụa ơi, tỉnh dậy đi dì Lụa ơi, dì Lụa.